đầu cổ là trái tim, thấy xe đầu cổ là tâm hồn, thấy xe đầu cổ là anh dương, thấy xe đầu cổ tương lai ngày sau. Vâng, như thường lệ, mỗi clip chúng tôi nói về một chủ đề, và chủ đề hôm nay Thế Giới Điện Thoại Cổ chúng con xin giới thiệu các bạn, hướng dẫn các bạn chiếc điện thoại Nokia 8310 hàng chính hãng Phần Lan. Thì lẽ ra hôm nay sẽ có một chiếc điện thoại hàng phách để các bạn so sánh cho dễ, nhưng mà hiện tại thì mình không tìm được chiếc phách nào, cho nên mình thôi đành phải chỉ cho các bạn tường tận về hàng chính hãng như thế nào thôi. Còn hàng phách thì mình không đề cập tới, bởi vì bên mình không bán hàng phách ha. Thì đây, trên tay mình cầm đó là hàng chính hãng, hoàn toàn 100% nguyên zin 100% luôn ha. Y may đồ zin hết. Ốc vít nguyên zin chưa bung, 7 màu, ốc 7 màu hết ha. Ốc 7 màu hoàn toàn. Cực kỳ đẹp, màn hình cực kỳ trong, cực kỳ sáng. Vỏ zin lấp lánh ca may ánh sợi cừ, các bạn nhìn đây. Lấp lánh, rất dài. Và đặc biệt rất dẻo, vỏ zin rất dẻo. Vỏ lô không làm được nha, khuyến cáo các bạn đừng nên lấy vỏ lô thử như thế này. Vỏ lô mà thử như này là gãy ngay lập tức, rụp rụp. Và đốc zin nó này, đốc này cực kỳ hiếm. Máy thì các bạn có thể mua có, nhưng mà đốc thì mua rất là hiếm. Và điều bất ngờ hơn, đó, mình sẽ cho các bạn xem hộp sách của nó. Có thể các bạn thấy một điều rất là lạ, nhưng tại sao đến giờ phút này, thời điểm này mình làm bao nhiêu năm rồi mà còn chiếc điện thoại nguyên zin mà đẹp long lanh lộng lẫy như thế này, mà có hộp sách phun đốc như thế này. Xin thưa các bạn rằng đó là một quá trình công phu của mình. Mình đã sưu tầm rất là cực công bao nhiêu năm, giữ gìn cho đến ngày hôm nay, thì cho nên mình đã đem ra để giới thiệu các bạn xem được. Đây là con máy phun đốc của mình, hộp sách. Con này là xuất gốc từ xuất xứ Phần Lan. Con này là xuất xứ Korea. Tất cả hai máy này đều như nhau, đều là chính hãng nguyên zin 100% hết. Một con thị trường Phần Lan, một con thị trường Korea. Những phiên bản ở các nước khác nó không có gì khác máy, nó hoàn toàn như nhau, chỉ qua là nó đóng cái mặt lên là nước nào là làm nước đó, thì khác biệt cái chữ thôi. Còn ngoài ra từ trong ra ngoài, từ ốc vít, từ con lông bồ tán, từng từ binh bọng sạc hộp sách. À, có một cái khác là nếu mà hàng Phần Lan, hàng châu Âu thì sạc nó sẽ sạc bánh đú. Còn sạc hàng châu Á này, hàng Korea này chẳng hạn, ví dụ như hàng sạc Korea đi là sạc hai chân dẹp bình thường. Còn sạc của hàng châu Á này là sạc bánh đú. Tùy thời trường, tùy cái khu vực đó nó xài như thế nào thì nó đáp ứng theo. Thì ổ điện bên châu Âu thì thường xài 3 cháu. Còn châu Á mình thường xài 2 cháu, nên nó sẽ đáp ứng theo là sạc zin theo máy là sạc bánh đú 3 cháu. Còn sạc của hàng Korea này sạc 2 cháu bình thường. Pin thì tất cả hầu như pin zin nó là made in China, tại vì nhà máy đặt tại Trung Quốc nên đây là made in China thôi. Tất cả các máy bên mình sưu tầm bán ra đều là hàng chính hãng 100%. Có thể có máy nguyên hộp luôn, chưa bung luôn, nhưng mà bên mình vẫn có thể kiểm tra ra để kiểm chứng, kiểm định được và đủ điều kiện để đảm bảo cho các bạn rằng đó là hàng nguyên zin nguyên bản. Cho nên các bạn yên tâm và sử dụng ha. Có vấn đề gì trục trặc liên quan tới máy, bên mình đều hỗ trợ bảo trì vĩnh viễn, sạc bảo hành vĩnh viễn, pin bảo hành thoải mái,